Quang Anh Duy Minh kính chào quý cô chú chị cô bác đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh. Hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt ở tại là chùa chùa Bà. Quý cô chú chị ơi, đây là một cái chùa nổi tiếng ở là núi Sam, đó là Miếu Thánh. À, quý cô chú chị, thì hôm nay là bên ban tổ chức của bên chùa đã treo những cái poster gồm có những nghệ sĩ nổi tiếng, 43 nghệ sĩ ha quý cô chú anh chị, theo như mình đã thông báo từ đầu. Đó, đây hình ảnh của các nghệ sĩ quý cô chú anh chị. Đó là các nghệ sĩ đó, cô Ngọc Quyền nè, cô Phượng Hằng nè. Đó gì? Rồi chị không lo rồi. Hả? Rồi nghệ sĩ Lê Tứ nè, nghệ sĩ Hà Như nè, nghệ sĩ Hoàng Trắng. Ồ, quá là nhiều rồi ha. Đó, ca sĩ Nhật Minh nè. Rồi rất là nhiều quý anh chị, nghệ sĩ Quốc Đại, cô Thanh Hằng, rồi cô Bích Hạnh. Đó. Thì một số nghệ sĩ thì đang ở chung cái khách sạn ở trước chùa luôn rồi quý cô chú chị. Đó. Bên này cũng hát bội luôn. Bên này hát bội. Hát bội. Cái này là hát tuồng. Hát bội đó quý chị, tuồng rồi nè. Đố em thấy hình của chị không lo. Đây là quý cô chú anh chị. Hello chị gái, ngồi đi chị, ngồi đi. Đây thì ra là hình của chị lon bên đây. Nãy giờ đi kiếm. Đây. Kính mừng lễ hội quý bà chúa xứ núi Sam, Châu Đốc. Đó, do là nghệ sĩ Bình Tinh phụng cúng nè quý cô chú anh chị. Poster thì có là nè, mới đầu là mình phải đọc từ bên đây qua đây. Bây giờ chú Hoài Linh là danh hài Hoài Linh lớn nè. Mình để chú Hoài Hoài Linh nè. Rồi ca sĩ Khu Hy Vũ nè, nghệ sĩ Ngân Tuấn nè, ca sĩ Hải Ngoại Cát Tiền nè. Rồi nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long nè, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quyền nè, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh nè. Chị Ba Bình Tinh nè, chị Hồng Loan ngay giữa luôn. Rồi nghệ sĩ nhân dân Hữu Quốc nè, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ nè, nghệ sĩ ưu tú Vũ Lưng, nghệ sĩ Trọng Nghĩa, nghệ sĩ Dũng Nhí, ca sĩ Đông Quân. Bên kia thì có Cú Hoàng nè. Cú Hoàng là ca hạt chế nha. Đông Hoàng, Đông Quân. Wow, cái gì rất là nhiều ha. Nghệ sĩ khác Linh Tý, rồi anh Huy Sang nè. Đó. Ca sĩ Trương Vinh nữa nè quý vị chú chị, rồi ca sĩ Nhật Khánh ca cái bản Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài hay lắm nha. Rồi mình qua bên đây nha. Em MC Lý Triệu Văn nè. Có anh Nhật Minh nữa kìa. Đúng rồi. Đó quý vị chú chị nữa nè. Quá trời ca sĩ rồi. Ca sĩ Cao Sĩ Hùng nè. Ca sĩ Trường Bảo nè. Ca sĩ Lê Duy nè. Ca sĩ Lê Duy là hát cái tiếng là hát tiếng như là giọng nữ đó, nam nữ đó. À, quý cô chú chị, ở đây là riêng cái bên bên chị Bình Tinh á là cúng dường, đó là hát cúng dường là tất nhiên là mình hát miễn phí đó, hát phi đó, hát phi văng lên bà đó. Mà cái bát tơ tự nhiên để chị Ba với chị Bình Tinh vô ra giữa nhìn đẹp ghê ha. Đúng rồi. Nhìn sáng ghê luôn. Quý cô chú chị. Thấy đẹp bát tơ nhìn sáng ghê không? Hôm nay là ngày 24 và ngày mai là 25 là thỉnh sắc quý anh chị, giờ 14 giờ tức ở 16 giờ tức là 4 giờ chiều đó thỉnh sắc. Nói chung là kể bây giờ ở trong chỗ khách sạn của mình đang ở đó là cô nói là đoàn của chị Bình Tinh sẽ về đó, mỗi năm đều về đó là ở đó. Đó quý cô chú anh chị, thì nghe là cô nói là có mấy ca sĩ đã đến rồi. Đó, mấy ca sĩ đã đến đó, hiện tại giờ đang ở trước cổng chùa luôn đó quý cô chú anh chị. Đó, trước cổng chùa này luôn nè.
À, vì mình cũng ở đó luôn. Cũng là 27 tháng 3 hả? Hả? Thấy không? Đúng rồi. 27 tháng 4 chứ 27 tháng 4 3? Bị lại để lộn nè. Thì hôm trước anh có đăng lên một bài anh nói là để lộn ngày rồi. Sao hôm nay cũng để lộn, tại vì khó sửa lại, tại vì đã in rồi, không sửa lại được. 27 tháng 4 nha quý cô chú anh chị. Còn bên đây là cái chương trình bên đây là của ai đây? Văn Nam Thúy Thúy Uyển của Đa ở Mỹ. À, chương trình này được cái cô ở Mỹ tài trợ. À, đúng rồi, cô Thúy Uyển này ở đúng rồi, ở Mỹ tài trợ cái chương trình này nè. Đó. À, tức là những cái chương trình hát cho chùa Văn Lâm Bà là được là mấy cô mà Mạnh Thường Quân á là tài trợ cho những nghệ sĩ này đến đây là hát phi, tức là hát văn lên. Đó. Rồi mọi chi phí được là mà các Mạnh Thường Quân ta hỗ trợ đó quý cô chú anh chị. Đó. Quá trời tuyệt vời luôn ha. Ở trong đây là thử nhạc sân khấu. Thôi giờ mình đi lại cái chỗ mà sân khấu để mà chị Hồng Loan đồ với tất cả các nghệ sĩ á, không sao. À, sẽ chuẩn bị hát trong tối nay là cũng có ca sĩ hát rồi đó quý cô chú chị. Nghe nói là 2 giờ mới hát. Đó. Đó bây giờ quá trời nhạc luôn. Đây là cái sân khấu này nè, người ta đang thử nhạc đó quý cô chú chị. Đó. Bà thì ở trong đó đông lắm. Đây. Đây là sân khấu nè quý cô chú chị. Đó. Chương trình ca nhạc sân khấu là được hát đây nè nha. Đó. Đó. Đây. Sân khấu là được hát đây nha. Đó. Đó là người dân tộc Khmer á. Chứ. Xin hỏi Qua đây.
quý chị, để chị Minh là hỏi cái chương trình này, tối nay mấy giờ nhà. Hỏi mấy anh này, chương trình mình tối nay có hát không em? Mấy giờ mới hát? 7 giờ. 7 giờ là mình bắt đầu hát ha. Tối nay có các ca sĩ nào em biết không? Nhiều lắm, em cũng đặt. Nhiều đông quá ha. Đông mà không. Có bó tay đằng kia đúng không? Dạ, đằng kia. Rồi, chúc mừng chương trình mình tổ chức thành công nha. Dạ, bên này là bên ai cũng như là bên bên mình là bên nào? Dạ, dạ âm thanh ánh sáng là bên của âm thanh ánh sáng của ai? Cậu Linh hả? À, dạ anh ta đến sáng. Cậu Linh ở đâu em? Ở Châu Đốc. Châu Đốc luôn ha. Rồi. Tối nay là 7 giờ bắt đầu chương trình ca nhạc đó nghe quý cô chú anh chị. Đó. Bên này em này là ở dàn âm thanh ánh sáng đang chuẩn bị ha quý cô chú anh chị. Đó, thử nhạc này kia đồ. Chuẩn bị tối nay 7 giờ phải có rất nhiều nghệ sĩ ca sĩ đến đây để phục vụ cho bà con cô bác nha. Đó, trong đó có chị Hồng Loan thì 26 27 chị mới đến, còn một số nghệ sĩ khác thì sẽ đến trước. Đó, mà mọi người cô bác ủng hộ chị Minh nha. Bây giờ chị Minh xin chào bà con. Đó. Chùa Bà đẹp quá.